Ta-da! Đến hẹn lại lên, Thảo Nhiên rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác. Đối với số phát sóng hôm nay, quý vị khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những tình huống khó đáng trước và có thật trong đời sống hàng ngày. Đó có thể là tình huống về giao thông khó đáng trước, hay là các vụ trộm hy hữu tưởng chừng khó xảy ra nhưng lại hiện hữu nhan nhản hàng ngày đó quý vị. Vì thế quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình và cùng với tình huống khó bỏ lỡ đầu tiên ngay sau đây nha. Lái xe trên đường cao tốc mà nhiều tài xế có thói quen đi kiểu điền vào chỗ trống quý vị. Thậm chí lái xe container mà không tuân thủ quy tắc giao thông, không giữ khoảng cách an toàn, cố tình lấn làn, chèn ép xe con, như là tình huống sau đây. Không khác gì cảnh hơn thua trên đường, ý mình to mà ăn hiếp nhỏ quý vị. Theo trích xuất từ camera hành trình của phương tiện đi phía sau vụ va chạm, xe container cỡ lớn đang di chuyển ở làn ngoài cùng bên phải đã cố tình phóng nhanh rồi bẻ lái, lấn làn và ép bằng được một xe ô tô con màu đen đang di chuyển làn giữa vào làn trong cùng. Tới khi chiếc xe con bị ép sát va chạm mạnh với giải phân cách cứng giữa hai chiều đường, container mới bứt tốc bỏ đi. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài hai xe trực tiếp liên quan, hai xe khác di chuyển liền sau đã phải bất đắc dĩ giảm tốc để tránh liên đới tai nạn. Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới hành vi của lái xe container, song đây là việc làm cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi tham gia giao thông trên cao tốc. Do vậy, lực lượng chức năng cần truy tìm, xử lý nghiêm minh tài xế để đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật. Từ những vụ tai nạn giao thông trên cao tốc như thế này cho thấy, nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn là do ý thức chấp hành của một bộ phận tài xế chưa cao, không tuân thủ các quy tắc giao thông, có thái độ xem thường pháp luật. Do đó, để hạn chế tai nạn giao thông, song song với việc tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người lái xe. Quý vị ơi, vấn nạn trộm bia tạp hóa không phải là mới, đang diễn ra khá là nhiều nơi với thủ đoạn khá cũ, nhưng nhiều người vẫn bị lừa. Những tên bợm nhậu thường để ý các tiệm tạp hóa vắng vẻ không người trông coi thì ngay lập tức xông vào trộm bia. Bên cạnh đó, các đối tượng còn có chiêu trò phối hợp với nhau đánh lạc hướng chủ tiệm để thực hiện mưu đồ đó quý vị. Mới đây, một hộ dân ở An Giang bị kẻ gian trộm bia một cách dễ dàng. Đoạn clip camera ghi lại cho thấy nam thanh niên đi vào tiệm tạp hóa quan sát, thấy không có người, kẻ này đã rinh hai thùng bia và leo lên xe tẩu thoát. Bà con lưu ý trong việc trông coi hàng hóa khi buôn bán, tránh rơi vào những trường hợp như trên nha. Vụ việc sau xảy ra tại Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu vào buổi chiều. Theo đó, một thanh niên đi xe máy màu đen tới mua hai thùng Tiger bạc. Sau khi chị chủ đem bia ra, đối tượng lừa chị này vô lấy chai nước mắm, rồi ở quầy hắn phóng xe chạy luôn, quên trả tiền bia. Còn vụ việc sau xảy ra trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh từ camera cho thấy, có hai thanh niên chạy xe tới tiệm tạp hóa, thấy sơ hở một đối tượng vào tiệm tạp hóa bưng ba thùng bia ra bên ngoài, rồi cả hai rồ ga xe máy bỏ chạy đi mất. Quý vị thấy đó, tình trạng trộm bia xảy ra ở nhiều nơi, từ Vũng Tàu, An Giang rồi Bình Dương. Đâu đâu cũng có thể xảy ra như những tình huống vừa rồi. Sau khi xem những đoạn clip vừa rồi, quý vị cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng này nha. Hào Nhiên vừa được xem một pha sang đường hot tim nữa đây quý vị. Mà đặc biệt là hành động này đến từ một người phụ nữ chở theo hai em nhỏ tại đoạn đường giao cắt và là nơi dành cho các phương tiện sang đường hoặc là quay đầu chuyển hướng. Ngay bây giờ mời quý vị xem đoạn clip để biết thêm chi tiết vụ việc. Theo clip, từ bên đường một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ cho xe sang đường, nhưng cùng lúc đó có một xe ô tô ở phía sau lao tới. Rõ ràng người đi xe máy không thực sự quan sát để có thể sang đường chậm hơn một chút để đảm bảo an toàn. May mắn lái xe ô tô đã đánh lái kịp thời để không đâm trúng vào cả ba người. Khi tham gia giao thông, nhất là qua đường, quý vị hãy quan sát thật là kỹ nha. Nếu cảm thấy các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao và có thể xảy ra va chạm thì hãy chậm lại để nhường đường, thì vắng vẻ có thể qua cho chắc chắn hơn nha quý vị. Quý vị ơi, không ở đâu xa, tại chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác, Hà Nhiên đã nhiều lần cảnh báo mọi người là phải nâng cao cảnh giác vì trộm,
Bởi vì đó, trộm không chỉ xuất hiện ở những thành phố đông đúc mà hầu như nơi nào cũng có bóng dáng của những bàn tay nhám. Nhiều người cũng đã cẩn trọng khóa cửa, cũng đã cẩn thận nhưng mà vẫn bị leo rào, cắt ổ khóa và bị mất tài sản quý vị ơi. Huống hồ gì là để cửa mở hớ hên như là mời gọi trộm vào nhà. Đó là tình huống mà Hào Nhiên nhắc đến sau đây nè, mời quý vị cùng xem nha. Mặc dù sẽ để trong sân khá nhiều nhưng gia chủ quá chủ quan để trộm kẻ trộm có cơ hội lấy cắp. Theo đó, vào buổi tối khoảng 19 giờ tại nhà dân ở đường Nguyễn Huệ, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sẽ ra vụ trộm xe máy. Do thời điểm còn sớm nên chủ nhà chủ quan không khóa cổng trước, bên trong có nhiều xe. Một đối tượng lạ mặt xuất hiện, tới đây bẻ khóa xe quay Alpha màu trắng mang biển số 37M199345 rồi chạy đi mất. Chỉ một phút chốc lơ là kẻ gian có thể lấy đi những vật quý giá trong nhà của chúng ta. Đó là lý do vì sao trộm cũng là một mối đe dọa tới chúng ta nha quý vị. Đừng lơ là mất cảnh giác để rồi tài sản của chúng ta trở thành miếng mồi ngon của những tên trộm nha. Tình huống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác ngày hôm nay. Mong rằng từ những video của chương trình sẽ giúp mọi người chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày. Để không bỏ lỡ các tập phát sóng của Bà Con Ơi Cảnh Giác, quý vị cũng có thể xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền Hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hà Duyên xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.